Cát Phượng, Hoài Linh nuôi cá đặt tên là Trường Giang Chí Tài. Diễn viên Cát Phượng tiết lộ một trong những sở thích của nam danh hài là nuôi cá. Mỗi chú cá đều được Hoài Linh gọi theo tên đồng nghiệp đàn em như Trường Giang Chí Tài. Mới đây, Hoài Linh đăng một clip chia sẻ về cuộc sống giản dị sau ánh đèn sân khấu. Theo đó, nam danh hài vui vẻ, nhặt cỏ, hái trái cây trong vườn ở nhà thờ tổ. Ở tuổi 50, anh thoải mái đùa giỡn với bạn bè, thậm chí có những phút trêu chọc Cát Phượng rất dí dỏm. Chia sẻ với báo, vừa được Hoài Linh đăng tải. Cát Phượng cho biết, tính anh Linh đơn giản bình dị bao năm qua vẫn không thay đổi. Những hình ảnh mọi người thấy cũng chính là anh ấy ngoài đời, hoàn toàn tự nhiên không có chút diễn xuất. Cát Phượng kể thời gian qua nam danh hài vắng bóng game show vì anh muốn nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Thời gian anh Linh cày show kiếm tiền nên sức khỏe suy kiệt. Tôi lo lắng cho anh nhưng không dám nói. Khi anh ấy phải lo xây nhà thờ tổ, bây giờ mọi thứ đã ổn định, anh Linh tạm dừng những game show để nghỉ ngơi. Hiện sức khỏe của anh tốt hơn trước, không còn bị khan tiếng, nữ danh hài cho hay. Theo Cát Phượng, trong thời gian cực lực chạy show để lo xây nhà thờ tổ, Hoài Linh phải đối diện với nhiều bình luận tiêu cực về mình. Anh ấy buồn khi nghe những nhận xét không hay, nhưng vì mục tiêu lớn anh chấp nhận tất cả, kể cả sức khỏe mệt mỏi để hoàn thành, Cát Phượng tiết lộ. Nữ diễn viên cho biết thêm, Hoài Linh không nhận lời tham gia game show, không có nghĩa là nghỉ diễn xuất. Nam danh hài vẫn đi biểu diễn trong và ngoài nước, vừa qua anh tổ chức live show Phù Thổ và Năm Nàng Tiên. Khi rảnh rỗi, anh Linh về nhà thờ tổ chăm sóc vườn cây nuôi cá. Tôi bất ngờ khi vườn cây của anh có nhiều cây ăn trái tươi tốt, tôi xuống chơi được anh mời đủ loại trái cây. Chỉ người có tình yêu cây cối vườn tược mới chăm sóc vườn cây như thế, chị nói. Ngoài ra, Hoài Linh còn có thú vui đặc biệt với nuôi cá. Cát Phượng tiết lộ, anh Linh nuôi rất nhiều cá. Mỗi con sẽ được đặt tên theo những người bạn, anh em trong nghề như Chí Tài, Trường Giang, Cát Phượng. Tôi xúc động khi nghe anh Linh gọi chú cá mang tên mình. Gắn bó với Hoài Linh nhiều năm qua, Cát Phượng cho biết, chị trân trọng đàn anh ở tấm lòng nhân hậu yêu thương mọi người vô điều kiện. Theo nữ diễn viên, nam danh hài hỗ trợ đàn em trong nghề vô tư, chưa bao giờ đòi hỏi hay đưa ra điều kiện. Cô còn khâm phục anh ở cách làm việc tận tâm. Nữ diễn viên kể, khi thực hiện live show Phù Thổ và Năm Nàng Tiên, dù trong buổi tập không có phần của mình, anh Linh vẫn tới sân khấu với mọi người. Ở vị trí ngôi sao, anh có thể đến trễ, nhưng anh chưa từng làm điều đó. Trong quá trình diễn, anh thường nhường đồng nghiệp. Nếu anh Linh bung sức, chắc chắn sẽ lấn át mọi người, nhưng anh không làm vậy. Năm 2017, khi gần tới ngày tổ chức live show thì anh phải nhập viện. Thấy tôi vất vả trả vé lại cho khán giả, anh đã đề nghị ekip đến bệnh viện tập cùng. Sống hết lòng vì mọi người nhưng Hoài Linh thường nhận nỗi buồn về mình, Cát Phượng cho hay. Khi không hài lòng với ai đó, anh chỉ im lặng, không chỉ trích. Ai tin ý mới biết anh nghĩ gì, anh Linh không muốn trách móc nặng lời với ai cả, chị nói.